Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nè mày. Ở video này thì Khả sẽ bán cái đào kim cho anh em xem. Nói chung đào này thì bữa giờ Khả đánh thiếu lâm thì cũng hơn 10 ngày rồi. Hôm trước thì mua gần 20 kim á, mà lần này thì bán lại 15 kim. Nói chung ông này ông đang nể dữ quá. Thôi, bán thì xác định bán được. Nói chung thì Khả sẽ nghiên cứu là một cái đào thủy, tóc, kháng hỏa, chón, băng sáp và kháng hỏa. Để mang đào thủy như nè, con lông đào Khả mới chuyển lông đào là phải bán là luôn, chung là lỗ vài kim cũng được, bán là nhanh đi. Rồi ông này ông đang nỉ dữ quá, nãy giờ nói chung là Khả định bán 17 kim mới bán, là thôi. Ông đòi nên nỉ dữ quá thì bán luôn. Ok. Silver còn 2-3 thôi, thì cái đao đó còn phát sáng rồi nè, phát sáng màu tím rồi, nội tiền phát sáng còn đã hơn 3 kim rồi, hơn 3 kim hơn rồi. Rồi tiền foil thì khoảng 10 kim, còn tiền ép nữa, nói chung là cái đao đó là hơn 20 kim. Thì lúc trước mua tầm 20 thì bán lại 15 chung lỗ nè mà. Bán rồi bán lỗ rồi bán vô cho á. Đây được Khải mang đao kia cũ hả? Mới chuyển có luôn đao. Con đao cũ hả? Rồi. Đây, đao cũ đây. Chung bán năm này rồi gom tiền rồi Khải sẽ đập đao thủy nè mà. Nghiên cứu đao thủy. Còn đồ hồn kim môn phái thì Khải sẽ nghiên cứu, ví dụ như có được cái áo nào xương tinh đẹp này, phục hồi trên 47 và đai lưng đẹp đẹp tí Khải sẽ mua thôi. Tầm này thì mang đao đồ tím rồi. Đồ tím rồi. Đúng rồi, giờ kiếm phôi ép rồi nè. Kiếm phôi thủy xấu dòng ép rồi. Chung không chơi thiếu lâm nữa nè. Đồ đặc hắn đang bán nè mà. Đồ tây đai lưng này nọ hắn đang bán nè. Hắn dồn về cái đập đồ còn luôn đao. Ở bang này có anh em nhiều, anh em hỏi sao không mua cái áo với lại đai lưng của anh Tâm AKK xài. Nhưng mà anh AKK là bán lại cho nhường là cho anh Tâm Thánh rồi nè, nên là không mua được, không mua được, nên là mình phải tự tìm, không được nghiên cứu tính sâu nè, không được thì cho nghiên cứu cho phải khác thôi, ít nhất phải có đồ tầm này, ít nhất phải có đồ kiểu phái mà đánh được. Còn đầu tiếng tầm này thì đánh tà thôi cũng không được ok cho lắm. 15 kim đúng rồi, ép thì nhanh, cái vấn đề là không có phôi á, ép thì nhanh thôi, vấn đề là không có phôi á. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ cho anh em ơi. Lúc nãy mang đao kia thì được 7k8 lượt tay, còn đao này thì mất đi gần 200 lượt tay. Mất khoảng 160 tại vì cái đao kia là sát thương 46 điểm, còn đao này 31 thì nó mất đi khoảng 150. Đó, với lại thua vài phần trăm sát thương. Tại vì cái đao kia sát thương 98% thì nó mất khoảng đi khoảng 160 lượt tay. Đó, tính nó ra. Này, ví dụ đường thiếu lâm lên nè. Ok. À, tiếp tục giờ tẩu nè. Giờ có cái phôi xấu dòng thủy ép thôi. Đang tìm cái phôi vũ khí xấu dòng thủy đao ép rồi nè. Đó, cầm đao này đánh tạm nè, ít hôm. Anh em đang xem đừng quên cho Khả một đăng ký kênh, nhấn vào thông báo để theo dõi những video tiếp theo nha nè. Đó, đưa thiếu lâm vô. Lâm vô thì được lần tầy 8, gần 8k.